Hãy chú ý, người câu cá này đã câu được 4 vạn cân cá trong hồ. Ông Wang Fu Hao đã mua lại với giá 2 tỷ. Người câu cá này, tôi sẽ mua con cá này với giá 2 tỷ. Tôi đã tặng nó cho anh ta. Hãy hỏi anh ta, nếu nói tặng 2 tỷ thì tặng luôn. Người kỳ lạ coi tiền như phân. Chủ cửa hàng Thanh Huyền, ông cụ Hồng Nông của chúng ta đã bị người câu cá này câu. Người câu cá này dũng cảm quá. Người câu cá này dám đụng vào cá của đền thánh. Rồng đỏ vừa mới gia nhập đền thánh của chúng ta đã bị chuyển đi. Người câu cá này đang tuyên chiến với đền thánh của tôi. Chúng ta phải khiến những người câu cá này trả giá. Nếu không, đền thánh của tôi sẽ không thể thống lĩnh cá ngoại. Ra lệnh cho tất cả cá lớn 10 vạn cân ra khơi. Hãy để người câu cá này biết sức mạnh của đền thánh của tôi. Chủ cửa hàng Thanh Huyền, tôi muốn thỉnh cầu ông làm sư phụ. Tôi muốn tự mình trả thù cho cá tổ. Đúng là có tinh thần. Ngày hôm nay, người câu cá sẽ bị tiêu diệt. Ngày trả thù đến, tôi sẽ khiến bạn trả giá đau đớn. Người câu cá mạnh mẽ đó ở đâu? Tôi muốn nhờ anh ấy giúp tôi với 10.000 cân cá tự nhiên lớn. Người cao thủ đó đã đi rồi, nhưng tôi cũng là người câu cá. Tôi có thể giúp bạn, không phải tôi coi thường bạn. 10.000 cân cá tự nhiên sẽ khiến bạn bị hạ gục ngay lập tức. Coi thường ai đây? Đừng coi thường. Tôi sẽ tặng bạn món hàng nội địa mới nhất trong tay tôi. Đây là món hàng nội địa mà người khác xếp hàng cũng không mua được. Bạn làm sao có được? Đây là món hàng tôi tham gia ở góc dưới bên trái. Đây không phải là phúc lợi mới trong năm mới sao? Nhà sản xuất ở góc dưới bên trái đã chuẩn bị 10.000 món hàng nội địa đặc biệt cho người hâm mộ. Còn phần thưởng tốt không giới hạn làm phúc lợi bảo đảm. Khi lên mạng bạn có thể thấy giao diện nâng cấp và nhận phần thưởng. Có phải có một số chiêu trò không? Còn gì nữa không? Bạn không mất gì khi nâng cấp và nhận món hàng tốt. Nhưng chỉ có những người nhấp vào kênh độc quyền góc dưới bên trái của tôi mới có được. Bây giờ bạn có thể dễ dàng nhận được những món đồ tốt. Chọn những món quà và đồ tốt mà bạn muốn. Được rồi, tôi sẽ thử xem. Tại sao khi tôi online ở góc dưới bên trái tôi không nhận được những món đồ tốt? Điều này là lợi ích độc quyền của kênh nội bộ ở góc dưới bên trái của tôi. Chỉ có bạn may mắn đủ để có 2.000 điểm. Cảm ơn bạn anh em. Huyền thoại ở vùng cực bắc có một con cá tự nhiên nặng 10 vạn cân. Bệnh của ông nội tôi cần phải sử dụng nội tạng của ông ấy làm dẫn truyền thuốc. Chỉ cần bạn có thể câu được nó, tôi sẽ cho bạn 3 tỷ. Được rồi, bạn hãy chờ tin tốt từ tôi. Những người câu cá này thật là rảnh rỗi. Nơi không ai quan tâm cũng đến câu cá. Quan trọng là chúng ta đã nhận được lệnh là đánh bại tất cả những người câu cá xâm phạm. Đã câu được rồi. Những người câu cá này quá yếu đuối. Tôi chưa thể hiện sức mạnh đã bị đánh bại. Ai đã cho họ can đảm đến đây gây rối? Tin tức mới nhất, các hồ lớn xuất hiện hàng vạn con cá lớn. Hiện tập hợp những người câu cá chuyên nghiệp trở lên đi tham gia chiến đấu tại các hồ lớn. Lâu rồi không câu cá. Có lẽ mọi người đã quên danh tiếng của tôi rồi. Bạn cũ đã lâu không ăn cá rồi. Cùng tôi đi câu cá và chiến đấu. Vợ ơi, tôi đi ra ngoài một chút. Đi sớm về sớm. Tôi sẽ cố gắng. À, đây đã là câu thứ 5 bị tiêu diệt. Chúng ta còn câu thứ không? Ai có thể đến câu đi những con cá lớn này đi? Nếu tiếp tục như thế này, hệ sinh thái ở đây sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Hiện tại câu cá càng ngày càng yếu đuối, chưa đủ sức mà đã bị đánh gục. Vàng, tôi đi, tôi vừa mới lên cấp ở góc dưới bên trái và nhận được một món đồ tốt, tôi sẽ gửi nó ngay. Cũng nhanh quá nhỉ, tôi cũng muốn đi góc dưới bên trái để nhận món đồ tốt. Nhanh lên, lại có một tay câu cá giỏi đến rồi. Đúng là người đó, anh ta đã đến. Thật là anh ta, đại cao thủ câu cá Chu Tân, lại có một tay câu cá giỏi đến rồi. Giải quyết nhanh chóng, vợ nhỏ của tôi vẫn đang đợi tôi đấy. Yên tâm, chỉ cần 3 giây thôi. Thật đáng ngưỡng mộ Chu Điếu Tôn. Một lần ra tay là đã câu được một con cá lớn 5 vạn cân. Đã đến người giỏi rồi. Mọi người cẩn thận, cùng nhau đánh bại tên câu cá này. Đây có phải là vùng cực bắc không? Thật lạnh. Thật sự có 100.000 con cá lớn ở đây. Nhưng tôi câu cá đã lâu mà không câu được con cá nào. Đó là do bạn không dùng mồi đúng cách. Tôi mang theo công thức bí mật do người giỏi đưa. Chắc chắn sẽ thu hút được 100.000 con cá lớn này. Thằng nhỏ, tôi khuyên cậu rửa mặt đi. Con cá lớn 100.000 cân này không phải thằng rác rưởi như cậu có thể câu được. Ngay cả cao thủ câu cá cũng không thể câu được con cá lớn 100.000 cân này. Chẳng phải cậu muốn giàu có mà điên rồi sao? Hương vị này giống cái gì vậy? Tất cả cút đi. Ở đây, gia tộc của tôi là quyết định. Những con cá lớn này thật đáng ghét. Họ đã ăn hết mọi thứ ngon lành. Ai bảo họ lớn thế? Giá mà có người câu cá đem chúng đi thì tốt biết mấy. Câu cá giờ đây không đáng chút nào. Gần đây, vừa mới có vài người câu cá bị tổ tiên cá lớn đánh bại. Đồ mà người câu cá này mang đến không tồi. Tôi rất thích. Chờ một chút, tôi sẽ cho bạn một trận vui đấy.